đàn bà có chồng muốn tòm tem với bạn sẽ có những hành động này. Các bạn thân mến, những người đàn ông trẻ tuổi giống như một làn gió mới đối với các chị em phụ nữ đã có gia đình. Và phụ nữ mà đã lập gia đình thì có thể thích những đặc điểm của những chàng trai mới lớn, những chàng trai trẻ trung. Vì sự phong độ, vì vẻ đẹp trai, vì tính hài hước hay là vì sự tâm lý. Nó được thể hiện thông qua các hành động, các cử chỉ rất đỗi bình thường mà các chàng trai dành cho những bà chị này, nhưng lại khiến cho nàng mê mẩn và đổ gục. Ngoài ra, có thể do cuộc sống hôn nhân hiện tại là nguyên nhân khiến cho nhiều chị em phụ nữ họ cảm thấy rưng rưng đối với những người đàn ông độc thân, hoặc là với những người đàn ông kể cả là có vợ khác nhưng mà ở xung quanh mình. Họ cảm thấy người chồng của mình đang dần trở nên nhàm chán hơn, không còn được mặn nồng như xưa nữa. Hôn nhân với quá nhiều thứ trách nhiệm và gánh nặng khiến cho người phụ nữ họ cảm thấy mệt mỏi hơn. Và điều này nó đang đặc biệt đúng khi cuộc sống hiện đại ngày càng có nhiều áp lực bủa vây người phụ nữ, từ công việc rồi đến gia đình rồi về con cái. Vì thế đây là chuyện hết sức bình thường nếu như một người phụ nữ có chồng tỏ ra thích bạn. Và sau đây chúng tôi xin phép được chia sẻ với các bạn những dấu hiệu cho thấy một người phụ nữ đã kết hôn nhưng thực sự họ đang rất muốn có mối quan hệ ngoài luồng đối với bạn. Bởi vì họ mong muốn và họ hy vọng được rằng bạn sẽ là một luồng gió mới thổi vào tình cảm của cô ta hiện tại. Và việc của bạn ở trường hợp này đó chính là việc sử dụng các cách nhận biết xem cô ta đang khoái mình đến mức độ nào, điều đó có phải là thật hay không. Từ đó tìm được cách giải quyết sao cho phù hợp nhất với hoàn cảnh của mình. Và sau đây chúng ta hãy cùng đến với những dấu hiệu cho thấy một người phụ nữ có chồng, họ đang rất khoái bạn, đang thực sự rất muốn tòm tem, rất ham của lạ. Một của lạ ở đây không ai khác, chính là bạn. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây nhé. Biểu hiện đầu tiên của người phụ nữ này đó là họ luôn tìm cách và luôn tìm lý do được ở bên cạnh bạn. Cách mà nhận biết một người phụ nữ đã kết hôn thích mình, mong muốn được tòm tem đầu tiên mà chúng tôi gửi đến bạn đó là cô ta sẽ luôn muốn ở gần gũi với bạn mọi lúc mọi nơi nhiều nhất có thể. Chắc chắn là như vậy rồi. Bởi vì cho dù là một người phụ nữ đã có chồng hay chưa, nếu như chị em phụ nữ có tình cảm thì chắc chắn tâm lý nổi bật sẽ là luôn muốn ở bên cạnh người đàn ông mình khao khát này và tìm mọi lý do để đạt được điều đó. Điều này càng dễ dàng hơn nếu như cô ta là đồng nghiệp của bạn. Nếu như bạn cảm thấy cô ta cứ xuất hiện bên cạnh mình mọi lúc mọi nơi, mà đi ăn cơm trưa hay là nhờ và sự giúp đỡ của bạn, hôm thì sửa hộ cái máy tính, hôm thì xem cái máy in có vấn đề gì hay không, hay là cứ làng vàng rất nhiều bên cạnh công việc của bạn, thì rất có thể người phụ nữ này đã cho bạn vào tầm ngắm và đang rất mong muốn có những giây phút thật riêng tư bên cạnh bạn đấy. Dấu hiệu thứ hai của một người phụ nữ đã kết hôn cũng đang rất khoái bạn và cũng rất muốn tòm tem với bạn, đó chính là cô ta sẽ tỏ ra ghen tuông mỗi khi bạn nói về một cô gái khác. Người phụ nữ có chồng họ sẽ bạo dạn hơn những người phụ nữ khác rất nhiều. Với một người phụ nữ chưa kết hôn thì có thể trong lòng nếu như đã thích bạn rồi, bạn kể về một cô gái khác, cô ấy có thể không thích nhưng không thể hiện ra nhiều. Nhưng với người phụ nữ có chồng thì họ thể hiện cảm xúc của mình rất rõ ràng và rất mãnh liệt. Và đương nhiên họ sẽ tỏ thái độ không thích, tỏ thái độ ghen tuông khi bạn kể về một người phụ nữ khác. Nếu như người phụ nữ này họ chỉ thật sự coi bạn như là một người bạn, một người anh hoặc một người em trai đơn thuần của mình thì không có lý do gì để cô ấy lại tức giận, khó chịu khi mà bạn nhắc đến một người phụ nữ khác, đúng không? Nếu chỉ đơn thuần là những mối quan hệ xã giao bình thường hay là thân thiết hơn, là những người bạn thân, là những người anh em đơn thuần thì mình phải mừng khi mà bạn của mình có một nửa phù hợp chứ, đúng không? Nhưng đây thì người phụ nữ này họ lại phản ứng hoàn toàn trái ngược. Họ cảm thấy không hề thích thú khi mà bạn nhắc đến những cô gái khác hoặc là kể cho cô ấy nghe về tiến triển tình cảm của bạn và cô gái kia ra sao. Người phụ nữ họ sẽ tỏ ra tức giận, ghen tuông một cách thể hiện rất rõ ràng. Và đây cũng chính là một trong những dấu hiệu dễ nhận thấy nhất và khẳng định được chắc chắn nhất là người phụ nữ có chồng này có đang thích bạn hay không. Tuy nhiên thì một vài chị em phụ nữ vẫn giữ được một sự phản ứng điềm đạm của mình khi mà bạn thể hiện được rằng mình đang thích một người phụ nữ khác. Bởi vì người phụ nữ có chồng rồi họ rất thận trọng trong việc thể hiện quan điểm, thể hiện thái độ của mình, đặc biệt là trong những chuyện nhạy cảm như thế này, và nó còn tùy thuộc vào tính cách ban đầu của người phụ nữ nữa. Nếu như người phụ nữ có chồng mà bạn đang nghi ngờ này, cô ấy là một người sâu sắc,
nói chuyện cũng rất tế nhị, thì đương nhiên là việc thể hiện sự ghen tuông với cô ấy nếu như cô ta có thích bạn cũng không phải là điều dễ để bạn nhận ra đâu. Họ sẽ rất thận trọng về việc thể hiện tâm lý của mình, không dễ gì mà bạn bắt bài được cô ấy dễ như vậy đâu. Cho nên cần phải xem xét thêm các dấu hiệu tiếp theo nhé. Một dấu hiệu nữa đó là người phụ nữ này họ muốn biết nhiều hơn về cuộc sống, về gia đình, hay nói cách khác là họ muốn tâm sự với bạn nhiều hơn. Khi một người phụ nữ có chồng đã đưa bạn vào tầm ngắm thì dù đã có gia đình hay chưa cũng rất là muốn tìm hiểu về bạn. Đây là một cách nhận biết người phụ nữ có thích mình hay không cực kỳ chuẩn xác. Đương nhiên là người ta không ai rảnh rỗi để đi tìm hiểu về những người mà mình không thích cả. Cô ấy sẽ hỏi nhiều về cuộc sống và gia đình của bạn, như là anh thích ăn gì nhỉ, hay là em có bị dị ứng với món ăn nào không, gia đình em có bao nhiêu người. Cô ấy sẽ muốn tìm hiểu mọi thứ. Mặt khác thì cô ấy sẽ không chia sẻ nhiều về gia đình của mình, đặc biệt là chia sẻ về chồng. Hoặc nếu có chia sẻ thì cũng chỉ là những câu nói vu vơ, những lời nói phàn nàn về cuộc hôn nhân, phàn nàn về chồng mình không biết ga lăng, không biết nấu ăn hay không biết chia sẻ với vợ. Nếu như đúng là như vậy thì rất là có khả năng cô ấy đang có cảm tình và đang rất mong muốn nhận được sự thông cảm, nhận được những cái ôm, nhận được sự vuốt ve từ bạn. Chủ đề đôi khi được cô ấy lái sang trong những câu chuyện tâm sự là sang những chuyện tế nhị và những chuyện mà ngại ngùng hơn đối với những chàng trai chưa lập gia đình. Khi mà cả hai đang bàn luận về chuyện ấy, cô ấy không ngần ngại đóng góp vào câu chuyện rất hàng ái. Đôi khi bạn nhận được những lời mời riêng tư đi với nhau. Đây là một trong những cách có thể thấy rằng người phụ nữ này đang thích các bạn cực kỳ nhiều và cô ấy đang thực sự mong muốn tòm tem với bạn rất lớn. Không ai người ta tự dưng mong muốn có những giây phút riêng tư bên cạnh người đàn ông khác nếu như không phải là để thực hiện những việc riêng tư và ít người biết, đúng không? Tìm đủ thứ lý do để có thể sờ, có thể chạm được vào người bạn là một trong những cách nhận biết người phụ nữ này đang khao khát người đàn ông rất lớn. Chắc hẳn là bạn nghĩ rằng nếu như cô ấy đã kết hôn rồi thì cô ấy sẽ cố gắng kiềm chế và tránh những cái chạm cơ thể đối với người khác giới. Đây, điều này chỉ đúng với những người phụ nữ mà chúng ta có những mối quan hệ xã giao và thực sự là không hề có gì trong việc giao tiếp người với người với nhau. Nhưng mà nếu như người phụ nữ này đã thích bạn, đã đưa bạn vào tầm ngắm thì cô ấy sẽ rất khó có thể kiểm soát được hành vi của mình. Bạn hãy thử để ý xem những cử chỉ mà cô ấy đang làm có cố gắng để chạm, để sờ vào người bạn hay không. Có thể là những hành động rất vô ý thôi, hay là có vẻ như rất vô tư, rất là thân thiết, như là quàng vai, hay là giả vờ khen tay to rồi cầm vào tay bạn, đánh yêu bạn cái bồn bốp chẳng hạn. Với những người phụ nữ dạn dĩ hơn thì chị em phụ nữ có thể có những hành động thân mật và bạo dạn hơn rất nhiều. Ngoài việc dám quàng vào vai, dám sờ vào tay, dám khen bắp tay như vừa nói, thì có thể cô ấy bạo dạn bằng cách vuốt tóc này, cắn nhẹ môi này, hoặc là ánh mắt của cô ấy dừng lại ở đôi môi của bạn. Thì điều này đang thể hiện một sự khao khát rất lớn của người phụ nữ đã có chồng này dành cho bạn. Thực sự điều cô ta muốn là những giây phút bạn và cô ấy nồng thắm bên nhau khi ở trên giường. Người phụ nữ này đang thực sự muốn tòm tem với bạn rồi. Một dấu hiệu nữa của những người phụ nữ đang muốn ngoại tình đó là thường xuyên nhắn tin quan tâm đến bạn vào mỗi buổi tối và các ngày nghỉ, hay vào bất cứ lúc nào mà cô ta rảnh rỗi. Nếu như cô ấy nhắn tin cho bạn vào bất cứ một khoảng thời gian nào, có thể là ngoài khoảng thời gian làm việc, thậm chí là vào cả những ngày nghỉ, những ngày mà đáng lẽ ra cô ấy phải dành thời gian cho gia đình, cho con cái của cô ấy, thì rất có thể là người phụ nữ này đang rất khoái bạn. Đây là một trong những dấu hiệu nhận biết người phụ nữ có chồng đang muốn tòm tem với mình rõ ràng nhất. Bởi vì những khoảng thời gian này, nếu như một người phụ nữ chân chính và một người phụ nữ bình thường thì họ sẽ không dành thời gian cho một người đàn ông xa lạ hay một người đàn ông không quá quan trọng trong cuộc đời của họ đâu. Nếu như bạn không thích điều này và đang không biết phải làm thế nào để cô ấy dừng lại mà lại không gây mất lòng, thì cô ấy rất có thể sẽ nghĩ rằng hai bạn đã vượt qua ranh giới tình bạn và ngầm xác định rằng cả hai người đang có một thứ tình cảm gì đó đặc biệt là tình bạn dành cho nhau đấy. Cho nên bạn cần phải nhận biết rõ những dấu hiệu này để thể hiện được việc tình cảm của mình đến đâu, mình đáp trả lại tình cảm của cô ấy đến như thế nào. Nếu như bạn cứ nhắn tin thường xuyên cho cô ấy, đáp trả rất nhiệt tình, đáp trả rất vui vẻ và hài hước, thì lại càng khiến cho những người phụ nữ này thì họ lại càng khao khát những giây phút khi được ở bên cạnh bạn nhiều hơn, muốn gặp mặt, hẹn hò riêng tư với bạn.
là một dấu hiệu nổi bật nữa mà chúng tôi muốn gửi đến bạn khi một người phụ nữ có chồng thực sự muốn ngủ với bạn. Đây là một dấu hiệu cho thấy người phụ nữ có chồng muốn ngủ với bạn có lẽ rất là dễ để có thể nhận diện, trừ khi là hai người đang cùng nhau thực hiện những công việc, những dự án gì đó và cần một buổi gặp mặt riêng để trao đổi, để thảo luận, muốn gặp mặt để bàn bạc những vấn đề, những khúc mắc cho tiện hơn, hoặc là đã có một độ thân thiết nhiều đến mức có thể gặp gỡ riêng tư nhau như những người bạn thân. Thì ngoài ra, không có một lý do gì để khiến một người phụ nữ đã có chồng lại muốn đi rủ một người đàn ông khác giới, độc thân hoặc là đã có vợ rồi, đi gặp mặt riêng tư, hẹn hò để nói những chuyện tầm vào, những chuyện không đầu không cuối ở một nơi nào đó kín đáo, đúng không ạ? Việc này người phụ nữ họ chỉ dành cho những người đàn ông mà thực sự là họ đang muốn ngủ cùng với bạn thôi. Một dấu hiệu nữa cho thấy một người phụ nữ đang cũng rất là mong muốn có những giây phút riêng tư, mong muốn được ngoại tình với bạn. Đó chính là cô ta sẽ thay đổi vẻ bề ngoài, thay đổi cả giọng nói, thay đổi tất cả mọi thứ một cách nữ tính nhất để thu hút bạn. Khi mà cô ấy nhìn thấy bạn thì đột nhiên là bạn cảm thấy cô này cười rất là tươi, rất vui vẻ. Giọng nói thì rất là dịu dàng, rất nhẹ nhàng, rất quyến rũ. Và đặc biệt là nó thể hiện được sự nữ tính của cô ấy hơn bình thường khi nói chuyện cùng với những người khác. Không có gì là nản cả. Giọng nói của phụ nữ họ sẽ thay đổi khi họ nói chuyện với người mà mình thích. Thậm chí là rất có thể cô ấy còn không nhận thức được điều này. Ai cũng mong muốn rằng những điều ưu tiên, những điều ngọt ngào cho người mà mình đang có thiện cảm. Và nếu như cô ấy đã đưa bạn vào tầm ngắm rồi, thì việc ăn nói nhẹ nhàng, dễ nghe là một trong những điều cô ấy đang thể hiện việc bật đèn xanh cho bạn đấy. Ngoài ra thì cô ấy có thể thay đổi vẻ bề ngoài đẹp hơn, cũng vẫn nhằm mục đích thu hút bạn. Cô nàng sẽ dành nhiều thời gian hơn để quan tâm đến vẻ bề ngoài, bạn sẽ thấy cô ấy đẹp lên trông thấy. Trong những lần chạm mặt, cô ấy luôn thay đổi phong cách trang điểm hoặc là phong cách thời trang để tạo sự mới mẻ trong quan hệ của hai người, mạnh dạn hơn trong việc ăn mặc. Đôi khi bạn thấy rất là gợi cảm, khoác lên mình những chiếc váy ôm body rất gợi tình. Một người phụ nữ chú trọng đến vẻ bề ngoài và đặc biệt là chú trọng đến những điều có thể thu hút, có thể gợi tình người đàn ông, thì đấy chính là dấu hiệu cô ta đang rất muốn ngủ với bạn. Ăn mặc nổi bật và ám chỉ tình dục là điều mà bạn cũng dễ dàng nhận ra nhất, bởi vì mục đích của cô ta đơn giản nhất vẫn là quyến rũ và lôi bạn được lên giường. Vậy thì khi một người phụ nữ có chồng, họ đang rất là kết mình và rất mong muốn được ngủ với mình rồi thì nên làm gì? Sau khi đã có thể nhận biết được rằng người phụ nữ có thích mình hay không, hãy thử suy nghĩ chậm lại một chút. Cô ấy đã có chồng nhưng mà lại thích, muốn tán tỉnh, muốn tòm tem với bạn. Điều này không nhất thiết là cô ta muốn có một mối quan hệ tình cảm nghiêm túc đâu. Đôi khi chỉ là cô ta cảm thấy cô ta không biết làm thế nào, cô ta không cảm thấy hài lòng với cuộc hôn nhân của mình nên cô ta tìm đến bạn. Và đương nhiên, không phải cô nào đi ngoại tình cũng mong muốn ly hôn với chồng. Đôi khi cô ta chỉ muốn có một chút mới mẻ, có một chút làn gió mới tươi mát, hay là niềm vui trong cuộc sống sau những tháng ngày buồn tẻ và chịu đựng ông chồng có quá nhiều khuyết điểm. Và rất có thể bạn chỉ là một con cờ thay thế, một con cờ mua vui cho cô ta. Nếu như bạn không muốn đáp trả lại tình cảm của đối phương và muốn họ nhận diện được điều này, thì bạn có thể áp dụng một vài cách. Như là dù cô ta có gợi ý, gợi tình, tán tỉnh đến cỡ nào thì bạn cũng cố gắng không chú ý đến những việc cô ấy làm và đối xử như những người bình thường, tránh việc đón đưa cô ta hay là gặp gỡ riêng tư cô ta đến mức hết sức có thể. Nói cho cô ta biết rằng bạn đang có mối quan hệ nghiêm túc với một người phụ nữ, một người con gái khác, hoặc là bạn đã có người yêu nghiêm túc và đang sắp sửa đi đến một happy ending. Và cũng đừng có những hành vi kiểu như là đáp trả tình cảm của cô ấy, ngay cả khi điều đó với bạn không có ý nghĩa gì hay là cũng không quá nghiêm trọng, nhưng nó lại có thể khiến cho người phụ nữ hiểu lầm. Và với những người phụ nữ đã có chồng, nếu như mà bạn để cho họ biết được rằng bạn cũng thích lại họ, thì khoảng cách giữa hai người đến với cái giường, đến với những cuộc ngoại tình vụng trộm là một điều không xa đâu. Bởi vì phụ nữ họ đã không thích thì thôi, nếu một khi họ đã thích bạn mà họ lại biết rằng bạn cũng thích, thì thật khó để bạn có thể thoát khỏi sự cám dỗ của cô ấy. Kính thưa quý vị, để tiếp theo chương trình, xin kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Tám nét quyến rũ của phụ nữ tuổi trung niên khiến đàn ông nghiện. So với các cô gái trẻ ở lứa tuổi đôi mươi, phụ nữ trung niên luôn có sự hấp dẫn nhất định.
Sự hấp dẫn ấy nhờ độ chín được toát ra bởi vẻ đằm thắm, dịu dàng. Phụ nữ khi bước vào tuổi trung niên chính là bước vào ngã rẽ cuộc đời, là thời khắc giã từ lứa tuổi thanh xuân để nghênh đón một thời kỳ mới của cuộc sống. Thế gian muôn hình vạn trạng mà phụ nữ cũng như trăm triệu sắc hoa, mỗi người mỗi vẻ, mỗi kẻ mỗi hương. Đâu là yếu tố tạo nên một người phụ nữ có đầy đủ sức lôi cuốn cũng như hương vị ngọt ngào, càng sống càng tự tin yêu đời, người người say mê, người người kính trọng. Đầu tiên, có quan điểm sống rõ ràng. Khi bước vào độ tuổi từ 30, những người phụ nữ dù đã có gia đình hay chưa có thì đều có những quan điểm sống, mục đích sống rất rõ ràng và những việc họ làm đều xoay quanh mục đích sống đó. Với những cô gái ở độ tuổi từ 20 trở lên, họ vẫn loay hoay trong việc chọn hướng đi, nghề nghiệp cũng như quan điểm sống có thể thay đổi theo thời gian. Chính những điều ấy là làm phụ nữ tuổi trung niên có thêm điểm cộng. Thứ hai, phụ nữ trung niên luôn biết cách bao dung. Cổ ngữ có câu, phúc đức tại mẫu, phụ nữ khi bước vào tuổi trung niên cũng là lúc bước vào độ nuôi dạy con cái, dần dần bước vào xã hội, đi học, đi làm. Khi đó, thân là mẹ càng phải thấu hiểu rằng sự bao dung độ lượng là điều vô cùng cần thiết. Người có lòng bao dung lớn bao nhiêu thì đường đời rộng mở bấy nhiêu. Bao dung cũng chính là nét đẹp truyền thống của dân tộc, là đức tính trên mọi đức tính của người phụ nữ và là bí quyết của mọi bí quyết giữ gìn gia đình. Nét đẹp của người phụ nữ trung niên xuất phát từ nội tâm. Họ thường ít xét nét, chấp nhận mà thay vào đó là sự cảm thông, độ lượng hơn với người bạn đời. Chính yếu tố này góp phần không nhỏ tạo ra bầu không khí gia đình vui vẻ và vô hình chung trở thành thứ keo xúc tác, gắn kết những thành viên trong tổ ấm. Thứ ba, phụ nữ trung niên biết trân trọng các mối quan hệ. Những người phụ nữ trung niên đã trải qua nhiều mối quan hệ, kể cả về tình cảm, yêu đương lẫn các mối quan hệ xã hội. Chính những điều đó giúp họ trân trọng các mối quan hệ, cũng như biết giữ gìn hạnh phúc và trân trọng hơn những người bên cạnh mình. Cũng vì vậy mà họ chỉ bận tâm tới những người yêu thương họ như chồng, con cái, gia đình. Khác hẳn những cô gái tuổi mới lớn thường gây rắc rối cho người yêu hoặc chồng vì những mối quan hệ xã giao bên ngoài. Thứ tư, phụ nữ trung niên là những người có trách nhiệm. Khi người phụ nữ lớn tuổi, họ thường có xu hướng làm việc chăm chỉ hơn để tích lũy cho bản thân. Họ đồng thời cũng hiểu rất rõ bản thân muốn hướng tới điều gì và mình cần gì. Thậm chí họ còn có thể trở thành một người thầy với chàng trai ít tuổi hơn, dạy họ về cuộc sống và giúp họ vun đắp sự tự tin và lòng tự trọng. Những kinh nghiệm sống cô ấy đã trải qua sẽ giúp người đàn ông của mình sống thực tế hơn. Biết kiểm soát tâm trạng. Dù có gặp những biến cố lớn trong cuộc sống, những người phụ nữ có khí chất luôn biết kiểm soát tâm trạng của mình. Ví dụ, khi hôn nhân không như trông đợi, cô ấy không đau khổ vật vã, nghỉ làm hoặc đến công ty làm loạn, khóc lóc hoặc đày đọa bản thân, bỏ mặc con cái. Tình yêu khiến cho con người ta quên mất không gian và thời gian. Nhưng ngược lại, thời gian cũng làm cho con người ta quên đi những lo sầu, buồn phiền. Phụ nữ thông minh sẽ hiểu rất sâu sắc điều này. Thứ sáu, kiến thức sâu rộng, uyên thâm. Phụ nữ trung niên luôn có kiến thức phong phú về nhiều lĩnh vực. Chính vì thế, họ luôn là người phụ nữ có sức hấp dẫn nhất định. Không chỉ có vậy, nó còn giúp họ thêm phần tự tin. Kiến thức của nhân loại như biển trời rộng lớn và thông thường nhân cách của phụ nữ phần nhiều có liên quan đến kiến thức của bản thân họ. Khi một phụ nữ có nhiều kiến thức, gặp người, gặp việc sẽ biết xử lý ra sao cho hài hòa êm ấm. Chính điều này khiến họ trở nên hấp dẫn và luôn nhận được cái nhìn ngưỡng mộ từ những người trẻ tuổi. Thứ bảy, tự tin và luôn quyến rũ trong mắt người khác giới. Phụ nữ tuổi trung niên không còn sự nhõng nhẽo của những cô gái tuổi mới lớn. Họ biết suy nghĩ và thường có những suy nghĩ chín chắn. Còn với đàn ông, dù ở độ tuổi nào, họ cũng luôn cần một người phụ nữ có thể cảm thông với mình và họ có thể che chở được cho người phụ nữ ấy. Với người phụ nữ tuổi trung niên, nếu để họ ở một mình, họ vẫn có thể độc lập về tài chính, tự tin trong cuộc sống. Còn khi có một người khác giới bên cạnh họ, họ thường trở nên e ấp và luôn nữ tính. Có lẽ do bản năng đàn bà ở phụ nữ
trung niên, mà kể cả với những người đàn ông ít tuổi hơn, họ vẫn luôn hấp dẫn. Thứ 8. Từng trải. Tuổi càng lớn đồng nghĩa với kinh nghiệm sống càng được tích lũy dày lên. Phụ nữ tuổi trung niên hiểu được những thử thách hay sự đau khổ trong các mối quan hệ. Họ luôn nắm rõ việc muốn được đối xử như thế nào. Đồng thời, họ cũng không sớm nắng chiều mưa như các cô gái mới lớn và thực sự tìm kiếm tri kỷ. Phụ nữ trung niên còn có thể giúp nửa kia hiểu rõ hơn về bản thân mình để trở thành một người tốt hơn. Nếu như những yếu tố trên đây là chưa đủ, thì ở phụ nữ trung niên còn có những điểm gì đặc biệt gây nghiện cho đàn ông nữa nhỉ? Đối với phụ nữ mà nói thì có 4 thứ bất động sản, mà nếu như càng vun đắp sớm 4 thứ bất động sản này thì càng lớn tuổi họ càng trở nên hấp dẫn. Cùng lắng nghe xem có đúng không nhé. 4 tài sản quý giá của người phụ nữ tuổi trung niên. Bất động sản lớn nhất của người phụ nữ tuổi trung niên không phải nhà cao cửa rộng, cũng không phải con cái và hôn nhân. Bởi lẽ nhà cửa có thể mất giá, con cái trưởng thành sẽ có cuộc sống của riêng mình, hôn nhân thì có quá nhiều biến số. Đối với một người phụ nữ mà nói, bất động sản lớn nhất là 4 thứ dưới đây. Càng sớm vun đắp cho mình những món quà bất động sản này thì càng lớn tuổi, cuộc sống của bạn lại càng khởi sắc. Đầu tiên, sự tự tin đến từ học vấn. Tự tin là bất động sản lớn nhất của phụ nữ. Người phụ nữ tự tin đi đến đâu cũng khiến người khác phải chú ý. Sự tự tin đó cũng đủ để khiến trên người họ tỏa ra ánh hào quang. Hơn nữa, người phụ nữ tự tin vĩnh viễn không đánh mất sức hấp dẫn của mình khi nhan sắc đã tàn phai. Trong cuộc sống hiện thực, bạn cũng sẽ phát hiện ra vốn quý nhất của phụ nữ không phải là dung mạo, cũng không phải của cải, mà là sự tự tin. Tự tin không phải là mạnh bạo, mà là sự dịu dàng, khiêm nhường, cùng tấm lòng khoan dung độ lượng. Tự tin đến từ việc thấu hiểu sâu sắc giá trị bản thân mình, cũng như sự khoan dung và thấu hiểu người khác. Tự tin là tìm được cách chung sống tốt nhất với thế giới xung quanh. Một người phụ nữ tôi quen biết đã lâu cứ ngỡ rằng sau khi về hưu, cuộc sống của bà sẽ rất nhàn hạ. Nhưng hoàn toàn không phải vậy. Bởi ngay từ khi còn trẻ, bà đã xếp kín lịch những môn mình yêu thích, nên sau này chứng kiến cuộc sống của bà trở nên rất thú vị, đặc sắc. Bà nói rằng mình thích cuộc sống như vậy. Mặc dù bản thân đã về hưu, nhưng cuộc sống của bà vẫn rất phong phú. Bà dạy tôi rằng, khi phụ nữ nhàn rỗi, hãy đọc sách thật nhiều, nhằm tăng thêm trí huệ và sự trang nhã của bản thân. Ngoài ra, phụ nữ còn phải dành thời gian rèn luyện thân thể, giữ gìn vóc dáng và sức khỏe cho mình. Tình yêu và sự lương thiện sẽ khiến người phụ nữ trở nên cuốn hút. Những điều đó khiến phụ nữ trở nên tự tin hơn. Tự tin là chiếc áo đẹp nhất của người phụ nữ, cũng là tấm danh thiếp tốt nhất cho họ bước vào xã hội. Thứ hai, sở hữu kỹ năng có thể nuôi sống bản thân. Có thể phụ nữ tạm thời không cần đến tiền, nhưng nhất định phải có khả năng kiếm tiền. Với phụ nữ mà nói, vĩnh viễn đừng bao giờ khiến mình trở nên bị động trước cuộc sống. Dẫu hết lòng vì gia đình, cũng cần sẵn sàng chấp nhận mọi biến số của cuộc sống. Một người phụ nữ không nhất thiết phải lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ, nhưng lại cần phải có khả năng tự nuôi sống bản thân. Dẫu chuyện gì xảy ra, vẫn cần tiếp tục sống một cách tôn nghiêm. Có thể tự tin về kinh tế sẽ khiến phụ nữ điềm nhiên hơn khi đối mặt với các nguy cơ tiềm ẩn trong cuộc sống. Nếu bạn may mắn có một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, điều đó thật tuyệt. Nhưng nếu bất hạnh ập đến, thì bạn vẫn có thể thản nhiên chấp nhận và đứng vững giữa dòng đời. Thứ ba, những cô bạn thân. Trong cuộc đời chúng ta sẽ lướt ngang qua biết bao người, khó lắm thay mới có thể trở thành tri kỷ thân thiết. Có những cô bạn thân trong đời quả là điều vô cùng hạnh phúc. Đặc biệt là khi đến tuổi trung niên, khi bạn phát hiện ra con cái đã trưởng thành, chồng mình bận rộn với sự nghiệp. Nhưng bên cạnh bạn vẫn có cô bạn thân đồng hành, lắng nghe bạn huyền thuyền. Khi ấy bạn vẫn sẽ cảm thấy cuộc sống thật tuyệt. Đến tuổi trung niên, phụ nữ nhất định cần có vài cô bạn thân. Những người bạn thực sự thấu hiểu mình. Bất cứ khi nào, họ cũng có thể cùng bạn trải qua gió mưa, giúp bạn nhận ra điều gì quan trọng nhất với mình. Bạn sẽ phát hiện ra những cô bạn thân luôn khích lệ bạn kịp thời. Họ nhất định sẽ giúp bạn bước ra khỏi những thung lũng u tối của cuộc đời, giúp bạn cảm nhận được ý nghĩa của hạnh phúc.
Thứ tư, khả năng học tập không ngừng. Bất động sản thứ tư mà một người phụ nữ đến tuổi trung niên cần có đó là khả năng học tập không ngừng. Đối với một người phụ nữ mà nói, điều này có thể giúp họ tư duy một cách sắc bén và luôn bắt kịp thời đại. Tâm lý học cho thấy, học tập không ngừng còn quan trọng hơn mọi sự nỗ lực nhất thời. Cảm giác học tập cần được duy trì qua việc học tập hàng ngày. Chỉ cần một ngày không học, cảm giác của chúng ta sẽ giảm sút. Hễ giảm sút thì phản ứng của chúng ta trở nên chậm chạp, khả năng tư duy cũng kém hơn. Dẫu chúng ta hoạt động trong ngành nghề hay lĩnh vực nào, thì việc duy trì được nhiệt tâm học tập liên tục trong lĩnh vực ấy đều rất quan trọng. Điều này cần tới sự nỗ lực không ngừng của chúng ta. Đừng bao giờ cảm thấy mình thật giỏi giang, hãy luôn giữ một tâm thái khiêm nhường như chiếc ly rỗng mới có thể khiến chúng ta ôm được thế giới này trọn vẹn hơn. Đến tuổi trung niên, ngoài việc luôn giữ được bản tính dịu dàng, lương thiện của người phụ nữ ra, bạn cần trang bị cho mình 4 bất động sản trên. Có được những điều quý giá đó thì nguy cơ của tuổi trung niên xem như gió thoảng bơi bay. Điều quan trọng hơn là chúng ta sẽ giúp cuộc sống của bạn ngày càng trở nên cuốn hút và tôn nghiêm. Tuổi trung niên cũng là giai đoạn đẹp nhất trong đời phụ nữ. Dẫu rằng thời hiện đại khiến tình yêu và hôn nhân trở nên ngày càng khó nắm giữ, nhưng điều đó lại khiến chúng ta hoàn thiện bản thân mình hơn trong bầu trời nhỏ bé của hôn nhân gia đình. Khi ấy, phụ nữ có thể ngưỡng vọng bầu trời sao, có thể là chính mình một cách hoàn hảo nhất. Thời lượng của video đến đây đã hết rồi. Quý vị cùng bớt chút thời gian, đọc và nhấn nút yêu thích để đăng ký kênh, ủng hộ và cũng là động lực cho đội ngũ biên tập có thêm nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.